Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim AirDrop nhận được 25.000 đồng token Nice Head. Một số thông tin về đồng token này: số tổng vốn phát hành là 50 tỷ, đã có 1.983 tài khoản holder, đã phát sinh 4.874 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim AirDrop.net, link truy cập website và lấy thông tin được gửi ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc như ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuỗi Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Ghi hiệu HASH, sưu tập vân không. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimadrop.net nhé. Tìm tới bước 2 và nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận được token. Rồi, các bạn nhấp vào đây. Yêu cầu 25.000 Nasdaq. Nó sẽ ra cái giao diện như là các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra một số tiền nhỏ để mua hầu với tích trữ lâu dài đồng này, đồng token này nhé. Các bạn cần các bạn nhấp vào phần này, chọn, sau đó các bạn chọn ví của các bạn lên để kết nối nhỉ. Ở đây mình kết nối ví như là móc, nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi, mình sẽ nhấp và lật lại lần nữa này, được có ở đó sau lỗi mạng thì một lát sau mình sẽ claim lại. Vậy các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimadrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên bề mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký được hưởng 20% phí giao dịch trợ đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh luôn. Rồi mình sẽ quay lại cả lam lại yêu cầu nó rõ là xin hết để không làm mất thời gian của các bạn thì ở một ví khác đây mình cũng đã cả lam được rồi. Rồi cứ ra là 0.005 điểm xác nhận đây. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Thì một lát sau thì các bạn sẽ nhận được 25.000 đồng hết. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.